Thứ nghệ sĩ đó đừng giỡn mặt nha. Hôm nay công ty Khang Đồ Phim sẽ tổ chức một cái đêm nhạc gọi là tìm kiếm tài năng âm nhạc. Khi nhạc của bài hát Nghĩa Nhân Hào Nam vang lên, và Lâm Chấn Khang sẽ đưa micro cho bất kỳ bạn trẻ nào có mặt trên sân khấu hôm nay. Ai hát được một hai câu nhỏ xíu trong bài hát Nghĩa Nhân Hào Nam, Lâm Chấn Khang sẽ giữ lại và tặng quà. Còn ai hát không được, Lâm Chấn Khang sẽ mời xuống dưới và nhốt chuồng heo. Trình hồn ai nấy giữ, quần ai nấy giữ. Không được giữ quần bạn kế bên. Cái này coi như là lắm luôn, chặt cái gì vậy? Anh tha thứ con này. Giờ một trọng đại đặc lớn cho Nghĩa Nhân Hào Nam. Anh quấn về đây luôn à, anh quấn. Music. Các bạn vỗ tay nào ca khúc được mà. Anh quấn mong chạy về. Chị áo xanh. Và chị áo xanh hát trước là chị áo xanh ơi. Si. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai, dù nghìn chung một lòng không sơn phai. Hát trên mình hát đi dây tẩu lao các bạn. Nguyện một lòng anh em trái ngang nào cùng nhau vượt qua, chẳng ngày gì phong ba gió mưa bôi mờ phủ quanh đời ta. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Biển rộng sông dài, có ai ta phải ngờ. Đơn trời bao la, khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em, quyền sống chứ không xa. Nơi nào bất công ta tìm đến, đến. Biển rộng sông dài, có anh em chẳng ngại. Bia tình kêu xanh, mãi mãi chẳng nhạt phai. Trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai, dù nhìn chung một lòng không sơn phai. Ông hát tiếng gì vậy? Tiếng Thái Lan hả? Lâm biển rộng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn cùng vượt qua. Mãi một lòng là anh em, quyền sống chết không xa. Ngày nào bất công ta tìm đến, đến. Biển rộng sông dài, có anh em chẳng ngại. Nghĩa tình kéo sơn, mãi mãi chẳng nhạt phai. Vui buồn thế thái. Ông người ai gặp hả? Anh con là năm nhạc dưới nhà đang chờ hai con đó. Xê chuẩn bị nè. Biển rộng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em, quyền sống chết không xa. Nơi nào vẫn còn ta tìm đến. Biển rộng sông dài, có anh em chẳng ngại. Nghĩa tình kéo sơn, mãi mãi chẳng nhạt phai. Thế hai nhân tình cũng sẽ như mây trôi. Chỉ còn nghĩa nhân hậu đang để lại. Tướng cái tướng ngồi. Ông sao hát xong ông thở quá trời luôn. Con mệt hả? Rồi qua đây đi. Như vậy mới gọi là hát chứ, rồi tất cả bốn đứa qua đây. Sau khi chúng ta bình chọn là 100 người chỉ chọn là được có 4 người thôi. Dạ. Hồi nãy chúng ta hát có nhạc cho nên không biết người nào hát hay hát dở hát thật hết á. Cho nên bây giờ chúng ta hát lại bằng cách là không nhạc, khán giả sẽ là người bình chọn nha. Nghe ai hát hay là giữ trong lòng chút xíu nữa tôi sẽ kêu bình chọn nha. Rồi hát không nhạc này đại ca. Tay song tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai. Một lòng không giờ phai. Giỡn mặt cái tôi hả? Trong cơ hội cuối cùng nè. Biển rộng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn ta vượt qua. Mãi một lòng là anh em, nguyện sống chứ không phải.
Thuộc là cho qua. Khán giả chấm điểm chứ tôi không có chấm điểm. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai. Từ một lòng chờ phai. Ông làm như ông lên cả bài cô giáo vậy. Cho lại cơ hội cuối cùng nè. Biến dòng sông dài, có chi ta phải sợ. Đánh trời bao la, khó khăn cùng vượt qua. Hai một lòng là anh em, quyền sống chết sông Giang. Nơi nào... Anh chết sông Giang là gì? Qua đây giùm tôi cái đi. Sông Tàu Lao, sống chết sông Giang. Ngủ nhau đi tự tử hả? Nhảy xong hả? Thôi đi để khán giả chọn cái đôi có chọn. Nè, nghe người ta hát nè. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai. Em bên trong ngóng lần phái hào nè. Anh em ta không muốn chê, luôn trong tay sống chết bên nhau. Sống chết bên nhau hào nè. Về một lòng anh em thấy ngày nào cùng cùng nhau vô qua. Tặng cái gì không ai giấu mua và bỏ qua người ta. Ông ba giùm tôi đi. Ngồi ông hát này, nhạc gáp luôn rồi. Nãy hồi chắc tôi không theo ông luôn rồi. Tại sao ông lại chống nạnh nhìn tôi? Ông muốn giết tôi hả? Hết sức bình tĩnh nào. Biến dòng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn ta vượt qua. Tay một lòng là anh em, tình sẽ như bay trôi. Chỉ còn nghĩ nhân hào nam. Để lại hào nam, hào nam, hào nam. Tôi mệt quá, ông qua đây đi. Qua đây đi. Tôi chơi không lại ông mày. Định chọc ông mà ông chơi dữ quá. Rồi bốn đứa qua đây làm gì giống như đi phát gạo vậy. Qua đây nhanh lên. Thánh thần ông nội ơi. Qua đây nhanh lên. Đây số 1, đây số 2, đây số 3. Và đây là thần đồng số 4. Nha. Nói lên số nào mà được cái tiếng vỗ tay ủng hộ nhiều nhất thì Khang sẽ chọn số đó ra làm tặng quà. Xin mình chọn cho số 1. Rồi đi về đi. Rớt này thiệt mà. Nghe gì nghĩ sao ông đậu vậy. Xin mình chọn cho số 2. Đi theo ổng luôn kìa. Không lẽ hai anh em ông này đậu sao. Ông làm gì ông nhìn dưới coi. Ông hồi hộp hả. Hồi hộp cắn rồi đứt cái móng tay luôn bây giờ. Xin mình chọn cho số 3. Ê ông ơi chưa mà. Trời ta lộ vỗ lớn chứ đâu phải vỗ nhỏ đâu. Ông biết ông đầu ông làm thế không? Xin mời chọn cho số 1. Chị mới xứng đáng đúng không? Đấy bị trâu làm gì? Gánh luôn ha. Đây. Giải nhì. Giờ đây. Giải nhất. Lãnh đi. Rồi anh em về nhớ coi lúc 12 giờ khuya nha. Phim ma đó. Đưa cho ông đó 30 ngàn. Dạ làm chứng hàng là bảy đó luôn, hết lòng với khán giả nhìn rất tiếc thời gian nhìn nhật hàng là hết rồi mà nó lời chia tay qua tới đi. Trước khi chia tay có thể dành tặng cho Khang một tràng lớn luôn à. Lời xin hẹn lại, xin ơn nhiều.